Hít thật nhẹ, mùi hương của biển sẽ tràn ngập. Mở mắt ra, muôn ngàn tinh tú sẽ bao bọc lấy ta. Đứng thật yên, ta thấy mình đang ở giữa thiên đường, nơi giao hòa của thiên nhiên nhiệt đới và sự tiện nghi. Paracruz, New Life, Local Style, đô thị đầu tiên tại Ken Paradise. Tọa lạc tại vị trí chiến lược của thủ phủ du lịch bãi dài Cam Ranh, Paracruz sở hữu lợi thế vàng kết nối đến những điểm trọng yếu trong khu vực. Paracruz là sự kết hợp độc đáo kiến trúc của miền duyên hải, kiến tạo một chuẩn mực sống mới với shop house, town house, 19 công viên phủ xanh toàn dự án, khu tiện ích cộng đồng, trường học quốc tế, hồ cảnh quan rộng 5 hecta và sân KN Golf Links. Townhouse lấy cảm hứng từ ngôi nhà Việt truyền thống giản dị, gần gũi và hài hòa với thiên nhiên. Các kiến trúc sư đã chắt lọc những ưu điểm của phong cách truyền thống, tạo ra những giải pháp thông minh trong xử lý mái hiên, giúp tiêu nhiệt cho không gian sống, chịu nhiều tác động từ khí hậu miền biển Nam Trung Bộ. Shop House với không gian được bố trí cân bằng giữa sinh hoạt gia đình và kinh doanh thương mại. Sôi động nhất chính là phố thương mại The Central, tập trung các hoạt động giao thương, vui chơi, giải trí và du lịch nghỉ dưỡng. Đây là điểm nhấn ấn tượng của đô thị với hành lang thương mại xuất hiện ở cả mặt trước lẫn mặt sau của dãy nhà, nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết. Với lợi thế là đô thị đầu tiên tại KN Paradise, Paracruz được thừa hưởng toàn bộ tiện ích đẳng cấp bậc nhất. Đó là tầm nhìn ôm tròn KN Golf Links 27 lỗ, được vinh danh là sân golf mới tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2018, cùng hệ thống clubhouse và học viện đào tạo golf quốc tế. Đó là tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp KN Paradise, với chủ dịch vụ 5 sao mang tầm quốc tế, hồ cảnh quan, làng dưỡng lão cao cấp, biệt thự Wyndham, The Central. Công viên chủ đề, khu căn hộ, công viên nước, khu villa, cụm khách sạn 4 sao, cụm resort 4 sao, khu phố thương mại, cầu tình yêu, Santorini Resort 6 sao, cụm khách sạn 5 sao, Beach Club, cụm resort 5 sao, trung tâm thương mại dịch vụ, khu phức hợp thương mại, quảng trường trung tâm, sân khấu nhạc nước, bến du thuyền. Giữa sự kết hợp độc đáo của biển, golf và vui chơi giải trí tại KN Paradise, Paracruz là biểu tượng mới tỏa sáng rực rỡ ngay trong lòng thủ phủ du lịch bãi dài Cam Ranh. Paracruz, New Life, Local Style, đô thị đầu tiên tại KN Paradise.